Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Như Nguyễn đã hứa trong những cái video trước thì dạo này mình thì đang ở Gò Vấp ha. Vào cái mùa dịch này thì mình không có đi ra khỏi nhà được và tất cả những công việc của mình thì cũng tạm thời là bị pending lại đó. Cho nên là mình sẽ hoàn thành lời hứa với các bạn là mình sẽ ra video nhiều hơn trong khoảng 14 ngày trước khi mà người ta dỡ bỏ cái lệnh phong tỏa quận Gò Vấp. Và ở trong cái video trước á, thì Nguyễn đã đọc cho các bạn nghe 3 chương 8, 9, 10. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chương cuối cùng trong bộ truyện Thị trấn Trùng Tang của tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của chương cuối. Và như thường lệ, các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và các bạn cũng đừng quên comment ở bên dưới. Như mình đã có chia sẻ trong video trước á, thì sau bộ truyện Thị trấn Trùng Tang này mình sẽ có một bộ truyện độc quyền khác mà bạn biên tập đã mua được và Nguyễn sẽ đọc lại để gửi cho mọi người giải trí trong cái thời gian dịch này. Và nếu các bạn muốn mình đọc thêm một số những cái câu chuyện nào đó thì các bạn cũng đừng ngần ngại ha, comment bên dưới. Những cái comment của các bạn sẽ là động lực để Nguyễn có thêm ý kiến là mình nên đọc về thể loại nào cũng như là những cái bộ truyện cụ thể nào. Rồi, các bạn cũng đừng quên một điều nữa ha, là Nguyễn còn có một kênh kể chuyện ma có thật tên là Nguyễn Nguyễn. Nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, người quen, gia đình và bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn. Và nếu những bạn tác giả mới nào muốn hợp tác với Nguyễn để Nguyễn đọc lại ở trên kênh Hồ Sơ X những cái tác phẩm do các bạn sáng tác á, thì cũng đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn ha. Theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512 a@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thị trấn Trùng Tang. Tác giả Hoàng Easy, Phạm Hoa. Phần cuối. Cổ tàng. Sáng ấy tôi thức dậy lúc 6 giờ. Trời hôm nay không giống như mọi khi. Âm u đến khó tả. Những hạt mưa cứ bay bay lất phất, không biết bao giờ mới tạnh. Đi ra sau nhà rửa mặt, tôi thấy bá Xuân đang ngồi nấu thuốc bên bếp lửa hồng. Cạnh bà là Hoa đưa tay ra sưởi ấm. Có vẻ như chuyến đi này tuy gặp phải nhiều sự kiện không mong muốn, nhưng Hoa đã học được kha khá từ vị thầy kia. Hỏi ra thì biết được rằng bà Xuân đã thức suốt đêm qua để nấu nhiều bài thuốc. Mỗi loại sẽ có chức năng khác nhau. Giải trùng tan, giải độc nút nắc, triệt hạ đĩa đèn, phá quỷ ấn, ngăn trùng sinh, rửa thạch tinh. Tuy nhiên không dễ dàng để thực hiện, cần phải kết hợp với lễ tế. Nguyên liệu chính được đề cập là máu của kẻ tội đồ. Vừa đầu giờ tỷ, âm thanh trống đánh dồn dập đã vang vọng khắp một vùng. Tôi hoang mang bước ra hiên trước. Phía trên cao, bầu trời ngày càng tối lại như thể sẽ không có tia sáng mặt trời nào rọi xuống thị trấn này được. Cổ tang tóc sắp diễn ra rồi. Cô bá Xuân bước đến gần tôi. Nghĩa là sao hả thầy? Tôi thắc mắc. Đó là lễ đoạt hồn. Tà mẫu sẽ trùng sinh bằng cách nuốt chửng những linh hồn của những người trong dòng tộc này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thạch tinh và người giúp hắn trùng sinh. Tôi nhìn vào cổ của vị thầy thuốc. Hắn ta không cần phải bắt đủ người nữa sao? Bác hai sẽ an toàn chứ? Bá Xuân thở dài. Hắn đã đủ mạnh nhờ ba dương giúp hắn luyện thuật thiên linh cái. Ngươi có thể hiểu nôm na là hắn dùng sợ người. Ta chẳng muốn giải thích quá sâu đâu. Còn việc ông hai tiền phải chết chỉ là chuyện sớm muộn nếu chúng ta không đánh bại tà mẫu ngày hôm nay. Cùng lúc ấy, ông hai bước ra. Trong thể trạng của ông ta đã hồi phục trở lại. Tôi nhìn người đàn ông rồi thắc mắc. Rốt cuộc á, thì lý do nào đã khiến ba dương trở nên độc ác như thế? Đều là móng mủ ruột ra hết trơn mà. Ông hai nhìn về phía xa xăm,
dường như ông ta cũng đã đoán được nguyên nhân của sự tình. Một thời gian trước á, có nhiều người ngoài đến hỏi mua đất, giá cả được đẩy lên rất cao. Khi ấy thằng ba đang thua cờ bạc nên đòi bán mấy miếng đất hương hỏa ở đầu và trong thị trấn. Chúng tôi đều không có bằng lòng. Sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tiếp theo, thằng ba bỗng trở nên tử tế hơn. Chúng tôi cũng chỉ vì muốn hòa giải với gia đình nó nên mới giao chìa khóa cho nó quản lý và lo việc ở đền thờ tộc, nhà tang. Tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu, nhưng giờ mới có căn cứ để nói ra. Những ai từng chống đối ba Dương, tất cả đều đã chết. Giờ chỉ còn mình tôi. Bá Xuân ngước nhìn lên bầu trời và thở dài. Đúng là bánh xe của nhân quả không bao giờ ngừng lại. Trùng tang không giết ai, chỉ con người tự hãm hại nhau. Cây gòn đã mọc lên 9 tầng. Tà mẫu đã quay lại trong sự thù hằn của những người trong dòng họ dành cho nhau. Bà Dương cũng chỉ là công cụ, cũng chỉ là kẻ bị những lời hứa hẹn về của cải, quyền lực của tà mẫu làm mờ mắt. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Nếu vậy á, cậu Ngọ thì đã bị bắt hại rồi. Liệu chúng ta có phải là đối thủ của kẻ ma đầu kia không hả thầy? Bá Xuân xoay người đi vào trong nhà. Bà ấy đeo chiếc tay nải lên vai rồi nói. Cũng vì thiếu cảnh giác, nghĩ đơn thuần đấy là trùng tang nên em ta mới sập bẫy quá dễ dàng như vậy. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần thận trọng là đủ. Tà mẫu không phải một kẻ quá mạnh khi hắn ta vẫn còn chưa trùng sinh. Hắn ta còn phải chia ma pháp cho thuộc hạ và âm binh. Nên đừng quá lo lắng như thế. Nào, mọi người, khởi hành thôi. Trên con đường hoang vắng, chúng tôi tiến về phía trung tâm thị trấn. Bá Xuân nói, tà mẫu sẽ cử hành cổ tang tóc tại đó, nơi hội tụ ma lực mạnh nhất của quỷ ấn. Bá Xuân và Hoa đi đằng trước, cầm đuốc trên tay soi đường. Ông Hai và Nhốt Quân thì bám theo sau. Tiếng trống đánh ngày một lớn dần và rõ hơn. Người trong thị trấn đứng tụ lại rất đông. Chúng tôi biết mình đã sắp đến nơi cần phải đến. Đó là một mảnh đất rất rộng. Những lá cờ như cờ tang đang bay phất phơ trong gió. Phía dưới những đống lửa trong lư cháy sáng rực. Thuộc hạ của Ba Dương đang vác một cỗ quan tài. Không rõ trong ấy có gì. Bọn chúng cứ đi đi lại lại theo nhịp trống đánh. Tất cả những người trong dòng họ đang bị trói vào cột thành hàng dài. Trong đấy có cả Quỳnh và Tú Dẹo. Ba Dương ngồi lên chiếc ghế gỗ trên một gò đất cao. Hắn ta trông không còn giống như con người. Quần mắt đã thâm tím. Kế bên là một hắc miêu. Lát sau, chúng tôi đã hòa vào đám đông như những người trong thị trấn đang bàn tán xôn xao. Tiếng trống ngày càng nhỏ dần và tắt hẳn. Ba Dương đứng dậy khỏi ghế. Hắn ta lên tiếng, giọng như vang vọng đất trời. Hỡi bà con cô bác, chúng ta đã phải sống trong cảnh bị giam cầm tại thị trấn cũng chỉ vì những tên này. Những kẻ sử dụng tà thuật hòng cướp đi gia sản mà dòng họ tôi đã để lại. Hôm nay, tôi sẽ thay trời hành đạo, trả lại cuộc sống bình yên cho bà con. Tôi nghiến răng, đúng là một tên tráo trở ngậm máu phun người. Hắn ta đang muốn đổ tội cho người khác để trở thành thứ gì đó vĩ đại, hoặc là đấng cứu rỗi sao? Hoàng, bình tĩnh. Khi nào ta nói lên mới được lên. Bá Xuân lấy tay cản tôi lại. Lúc này có một người trong đám đông lên tiếng. Ông ta nói dối đó. Ông ta chỉ là một tên cờ bạc rượu chè. Còn đang nợ tiền tôi. Ở thị trấn này ai mà chả biết. Này dám bắt trói những người ruột thịt của mình nữa. Đúng là bất nhân bất nghĩa. Nhiều người xung quanh cũng hô theo. Thả người đi.
Bà Dương cười nhếch mép. Hắn ta ra lệnh cho đám thuộc hạ. Bắt nó ngay cho tao. Lập tức, người ấy bị bọn lính bặm trợn lao vào đánh đấm túi bụi rồi giả đến bên ghế của bà Dương. Không một ai gần đó dám ngăn cản. Bà Dương lấy từ sau ghế ra một cây rựa to và bén ngót. Hắn ta vùng tay chém liên tục vào cổ và đầu của con người xấu số kia. Máu bắn ướt đẫm cả mặt bà Dương. Hắn ta cười khoan khoái như đang giết một con vật. Lẽ nào những người trong họ cũng bị hắn ta hãm hại theo cách man rợ như vậy hay sao? Bên dưới ai nấy cũng đều sợ hãi. Chẳng một ai dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng đấy. Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy nhưng cũng bị đám thuộc hạ vội bắt lại. Bà Dương một tay cầm cây rửa, tay còn lại nắm kéo chiếc đầu lên. Còn đứa nào dám chống lại tao không? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả? Quỳ xuống hết! Bá Xuân như mất tập trung từ nãy đến giờ. Bà ta cứ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm ai đó, chẳng để tâm chuyện gì đang xảy ra. Tôi đẩy cùi chỏ vào hông của vị thầy. Trời ơi, có người vô tội bị giết rồi kìa thầy ơi, ra tay đi chứ. Đào Hoa nghiến răng. Để tao. Dứt câu, con bé kéo tay Bá Xuân ra khỏi đám đông. Vị thầy bối rối. Ê, khoan đã, tao vẫn chưa chuẩn bị mà. Hoa dõng dạc la lên. Ê nè, tôi đã dẫn thầy thuốc đến đây rồi, mau mau thả người. Bà Dương bất ngờ vội đứng dậy. Hắn ta cười một cách đầy gian xảo. Tốt lắm. Với một vị thầy uy danh lẫy lừng thế kia, không nên đón long trọng, thiệt là thất lễ. Người đâu? Còn không mau lấy ghế ra cho thầy ngồi. Bọn thuộc hạ bao vây xung quanh. Chúng đặt một cái ghế ngay bên cạnh Hoa. Con bé ấy ngờ ngợ nhìn Bá Xuân rồi khẽ nói. Bọn người này thân thiện hơn tôi tưởng. Bà ngồi đi, tôi đứng được rồi. Bá Xuân đưa tay vò lên mớ tóc. Cái con phù thủy vô dụng này, cái ghế đã bị yểm chú, ngồi lên là không đứng dậy được nữa. Vậy giờ phải làm sao? Phải chiến đấu chứ sao, lấy độc dược ra đi. Nói xong, Bá Xuân lấy chân đá bay cái ghế. Nội công của bà ta thật sự rất mạnh. Chiếc ghế đập vào người một tên thuộc hạ rồi vỡ tan tành. Kẻ ấy cũng nằm bất động một chỗ. Ông Dương thấy vậy liền nổi điên lên. Thì ra bọn mày muốn đối đầu hả? Con Hắc Miêu kế bên bà Dương là hiện thân tạm thời của Tà Mẫu. Nó lên tiếng cười khanh khách. Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Đám thuộc hạ điên cuồng cầm dao kiếm lao vào tấn công Hoa và vị thầy. Đối với Bá Xuân, đây chỉ là bọn tép riêu. Bà ta lấy cái ống điếu quật đến đâu, tiếng xương khớp gãy của đám thuộc hạ vang lên tới đó. Riêng Hoa, con bé vẫy độc dược vào kẻ nào, kẻ ấy đào rác ngứa ngáy, mất khả năng chiến đấu hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, song kiếm hợp bích, đám lính đã nằm gọn dưới chân của Hoa và vị thầy. Bấy giờ, giọng tên thuộc hạ thân cận của bà Dương vang lên. Một là mày khoanh tay chịu chói, hai là những kẻ này sẽ phải chết. Bá Xuân và Hoa quay đầu lại. Tên ấy đang cầm cái lưỡi lê sáng quắc kề vào cổ Quỳnh và Tú Diệu. Hoa thét lên. Dừng lại, ông không được làm hại bạn tôi. Hoa nhìn về phía vị thầy. Đừng đánh nữa. Bá Xuân như bỏ ngoài tai lời Hoa nói. Bà ta tiếp tục cầm ống điếu quật vào người bọn lính đang lao tới. Lâu ngày mới được đánh đấm thỏa thích thế này mà. Kệ đi, nó là bạn mi, đâu phải bạn ta đâu. Thế còn người này thì sao? Giọng nói bà Dương vang lên. Bá Xuân giật mình quay đầu lại. Mai Anh đang quỳ dưới đất. Bà Dương đứng kế bên, tay cầm rìu trông rất quái lạ. Nó tỏa ra thứ ánh sáng màu tím. Hắn ta đưa thứ ấy ngược ra sau, như đe dọa sẽ chém đầu Mai Anh. Bá Xuân bắt đầu vò tóc.
Trời ơi, Diệu Đoạt Hồn, sao cái thằng này nó có quá nhiều đồ như vậy chứ? Bà ta lắc đầu, buông cái ống điếu khỏi tay rồi thở dài. Thôi được, bọn mi cứ bắt ta đi, ta đầu hàng. Tôi lo lắng quan sát từng diễn biến đang xảy ra. Bá Xuân vẫn còn quá nhiều tình cảm với Mai Anh nên dễ dàng chịu trận như vậy ư? Thật không ngờ, Tà Mẫu và Ba Dương lại chuẩn bị sẵn kế sách thâm độc để đối phó. Không lẽ chẳng còn chút hy vọng nào để tôi và những người bạn có thể thoát khỏi đây hay sao? Chẳng mấy chốc, Bá Xuân đã bị trói lại bằng dây có yểm bùa. Bà ta bị đẩy xuống quỳ kế bên Mai Anh. Tên Ba Dương cười đắc ý. Hắn ta đưa mắt nhìn nén nhang đang cháy. Đã sắp đến giờ đưa cổ tan tóc cho Tà Mẫu trùng sinh. Đám thuộc hạ lồm khồm bò dậy. Bọn chúng như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình để thực hiện sứ mệnh. Bá Xuân đưa đầu nhìn Mai Anh rồi khẽ nói. Hạnh Thúy, bà có muốn cùng tôi quay trở lại nhà cụ Lương Y? Rồi chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau đến khi tôi giúp bà siêu thoát chứ? Mai Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn Bá Xuân. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta chỉ im lặng rồi gật đầu. Lập tức, vị thầy gồng người làm đứt phăng những đoạn dây đang trói xung quanh cơ thể bà ta. Bà ta níu lấy tay Mai Anh rồi quát to. Đã đến lúc chấm dứt chuyện này ở đây rồi! Hắc Miêu nghe thấy thế liền ra lệnh. Thả âm binh ra ngay! Gió bất giác thổi mạnh làm cỏ rác và bụi bay mù mịt. Từ trong những cổ quan tài đặt ở các góc của mảnh đất, những chiếc nắp bung lên. Vô số những thứ có hình thù quái dị lúc nhúc chui ra. Chúng ào ào đổ dồn về phía Bá Xuân. Vị thầy vẫn bình tĩnh, tay nắm chặt lấy ống điếu. Bà ta kéo một hơi thuốc thật sâu rồi phà khói về phía âm binh. Những cột khói xanh dày đặc mang hình thù quân lính dũng mãnh tấn công không ngừng vào đám âm binh kia. Đất trời như xoay chuyển theo những trận đánh từ phía Bá Xuân. Bọn âm binh chạy tới đâu bị tiêu diệt một cách triệt để tới đó. Bá Xuân cười đắc thắng. Ta đoán quả không sai. Tà Mẫu chưa trùng sinh thì tài cán chỉ đến đây. Ân oán của ta và Mi đến lúc phải chấm dứt. Bá Xuân xoay ống điếu một vòng trên tay. Những thứ ánh sáng rất mạnh chớp tắt liên hồi phát ra từ ống điếu. Mọi sức mạnh như dồn vào vật thể ấy. Bá Xuân đưa nó ra sau, chuẩn bị tập trung hết lực phóng về phía Hắc Miêu thì bỗng dừng. Giọng nói của Mai Anh chợt vang lên sau lưng bà. Thầy bà giỏi hơn nhau về trí, chứ không phải là điểm được bao nhiêu binh. Bá Xuân vừa xoay đầu lại, Mai Anh đột ngột lấy dao đâm thẳng vào yết hầu của bà ta. Tôi trợn mắt hét to. Em làm gì vậy Mai Anh? Máu từ cổ Bá Xuân ong ọc tuôn ra. Bà ta vẫn nhìn Mai Anh với đôi mắt đầy niềm tin tưởng. Miệng bà mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể. Mai Anh rút mạnh dao ra. Bá Xuân lập tức gục xuống đất. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Mai Anh, người con gái hôm qua nắm lấy bàn tay tôi, là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Mai Anh rọc yết hầu của vị thầy. Cô ta lấy thạch tinh ra và tiến về phía Ba Dương. Hắn ta mừng rỡ chộp lấy viên đá. Làm tốt lắm. Cuối cùng thì thứ ta cần cũng đã có ở đây. Tà Mẫu sẽ được sống lại. Chúng ta sẽ được tôn vinh. Người đâu? Chuẩn bị hành lễ. Khi này tôi cũng đã bị phát hiện và bị bắt trói lại. Tôi đứng kế bên Hoa, Quỳnh và Tú Dẹo. Khuôn mặt của cả đám chúng tôi đều đã không còn chút hy vọng nào. Giờ này chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Tên lính đấm vào bụng của tôi. Hắn ta cảnh cáo. Bọn mày sẽ bị xử lý sau. Đừng hòng mà tìm cách bỏ chạy nữa cho. Bấy giờ cổ quan tài được đưa lên. Đám lính khiêng bước theo nhịp trống đánh. Từ bên trong ấy có tiếng phụ nữ gào khóc vì đau đớn phát ra. Đó chính là vợ của ông Ba Dương.
bà ta sắp sinh ra tà mẫu. Bà Dương cầm rìu trên tay, hắn đến bên những chiếc quan tài chứa những người đã chết. Mỗi nhịp trống vang lên, hắn lại bổ xuống một nhát. Đó là cách mà linh hồn bị đoạt lấy và chuyển thành thức ăn phục vụ cho tà mẫu trùng sinh. Một kẻ không còn một chút nhân tính nào. Từ những người trong gia đình đến chính vợ của hắn cũng đều dâng hiến hết cho tà mẫu. Tôi đưa mắt nhìn nén nhang đã gần cháy hết. Có lẽ ngày tháng tăm tối nhất của thị trấn này đã chuẩn bị bắt đầu. Tao xin lỗi bọn mày, những người anh em, cũng tại tao mà chúng ta mới rơi vào nước đường này. Hoa nghẹn ngào nhìn tôi, Quỳnh và Tú Dẻo. Hoa đừng tự trách mình, không ai muốn chuyện này xảy ra hết. Chúng ta là những người anh em, sống chết thì có nhau. Đây có lẽ là số trời đã định rồi, không việc gì phải buồn hay là tiếc nuối cả. Tú Dẻo bây giờ chỉ biết khóc chứ chẳng nói được điều gì nữa. Về phần mình, tôi cũng cảm thấy không còn chút hy vọng nào. Nhưng được bên những người bạn trong suốt chuyến hành trình vừa qua, đó là điều tuyệt vời dẫu phải nằm xuống mảnh đất đầy xa lạ này. Đột nhiên, một giọng nói khẽ phát ra bên mang tai. Anh phải đi khỏi đây. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã thấy mình di chuyển rất nhanh qua những cánh đồng. Mai Anh đang kéo tôi bay lơ lửng giữa trời u ám. Một cảnh tượng mà tôi nghĩ nó chỉ diễn ra trong mơ mà thôi. Mai Anh, dừng lại đi, anh chóng mặt quá. Không được, quỷ ấn đã sắp kết tinh vĩnh cửu rồi, không một ai có thể thoát khỏi đây được đâu. Tại sao em không đưa bạn của anh cùng đi? Anh không muốn rời khỏi đây nếu không có họ. Chẳng phải cái hôm anh mang hài cho em á, là lúc ấy anh đang muốn một mình rời khỏi đây ư? Thì đúng là như vậy. Nhưng anh chỉ có ý bỏ trốn rồi quay lại cứu mọi người. Còn bây giờ không quay lại đây được nữa, Thì anh cũng không cần rời khỏi đây đâu. Đồ ngốc, anh phải sống. Mai Anh vẫn kéo tôi bay qua những rừng cây. Mặc cho lời tôi nói, cô ấy tuyệt nhiên không dừng lại. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. À không, tôi chợt nhớ ra một thứ. Mai Anh thét lên. Cả hai chúng tôi lao xuống một bụi cỏ. Mai Anh đào đớn bò dậy, tay cô ta ôm lấy phần gáy. Cô ta trách móc tôi. Tại sao anh lại làm vậy với em chứ hả? Thứ mà em cho anh, thứ duy nhất để giữ mạng thoát khỏi tà mẫu, giờ anh lại dùng thứ ấy để tấn công em là sao? Tôi cầm bông hoa tre trên tay. Chính em đã đốt hết những bông hoa còn lại phải không? Sao em lại làm thế? Ai cũng có quyền được sống mà. Mai Anh cười nhạt. Nếu em không cùng ông ba đi đoạt mạng, nếu em không thực hiện theo những lệnh mà tà mẫu đã giao, thì giờ em có còn tồn tại được trong trạng thái gần như là con người để được gặp gỡ anh, để được cứu anh rời khỏi đây hay không? Vậy em đánh rơi chiếc hài, em tiếp cận anh, em cứu anh thoát khỏi mặt thịt quỷ tinh, em bắt anh đi tìm Bá Xuân, tất cả chỉ trong sự sắp đặt của tà mẫu, phải không? Mai Anh đến gần bên tôi, nhưng bông hoa tre đã khiến cô ấy phải lùi lại. Không, những việc em làm cho anh hoàn toàn là vì những gì ta đã có kiếp trước. Em đã bị tà mẫu trừng phạt rất nhiều khi cứu anh. Chỉ riêng việc đến tìm Bá Xuân là ý của tà mẫu. Cái vòng đó cũng do tà mẫu tạo ra, vì không dễ gì dụ được cọp khỏi hang. Nhưng sao anh không thử nghĩ về những gì em đã trải qua? Em đã bị chôn sống cũng bởi những người trong dòng họ đó. Em cầm thù họ, em cầm thù Bá Xuân. Em phải theo tà mẫu để rửa hận. Nhưng em không thể để anh chết. Và Ba Dương không tóm bọn anh ở đền thờ tộc hôm ấy cũng chỉ là vì mục đích sâu xa hơn. Thật mù mờ, thật khó tin. Thì ra em vốn không bị mất trí nhớ. Anh đừng nói gì thêm nữa, chẳng còn nhiều thời gian đâu. Hãy theo em, em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Tôi lắc đầu. Anh sẽ ở lại, anh muốn cùng chết với những người bạn của mình,
họ là bạn thân của anh. Mai Anh bật cười không thành tiếng. Anh vẫn luôn cần bạn của anh hơn em. Trên đời này có điều gì là thật lòng sao? Bá Xuân, em đã tin cô ta, nhưng cuối cùng cô ta vẫn giao nộp em. Tình bạn là như thế sao? Nhưng bá Xuân đã dằn vặt suốt cả cuộc đời mình với em đó. Em không thấy bá Xuân đã tin em dù biết em vẫn còn mang thù hận trong lòng, đến mức bà ta để cho em giết bà ta một cách rất dễ dàng như vậy sao? Mai Anh quay mặt nhìn về phía bầu trời tăm tối. Đó chỉ là nghiệp mà bà ta đáng phải nhận lấy. Tôi cúi gằm mặt xuống. Em không nghĩ đó là tình cảm thật sự hay sao? Tình cảm thật sự. Tình cảm thật sự, đó chính là sự hy sinh. Chẳng biết vì lý do gì, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã bước đến bên cạnh Mai Anh, nắm lấy tay cô ta. Tôi đã nói ra điều gì đấy mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Anh muốn em xem cái này. Trong chúng tôi chợt lóe lên những hình ảnh như đã xảy ra từ kiếp trước. Đó là một cánh đồng xanh. Tôi và cô tiểu thư đang ngồi ở đấy. Sao hôm nay trông anh suy tư vậy Hải? Thằng Quang bạn thân của anh bị bắt rồi. Tại sao? Nó tham gia nổi dậy, bị quân đưa về tra khảo. Anh đang lo nó sẽ bị người ta bắt hại. Nếu vậy á, thì anh tính làm gì? Có lẽ tối nay anh sẽ cùng các anh em đến trại lính để cứu nó. Không được đâu, nguy hiểm lắm, anh không được đi. Em giúp anh một chuyện được không? Khi anh cứu bạn mình ra, em dùng y thuật để trị thương cho nó nha. Anh chẳng biết phải nhờ ai nữa. Anh sợ bị phát hiện. Không, không được đâu anh Hải. Em không muốn bị liên lụy. Nhưng mà nếu ta đưa thằng Quang tới ngôi nhà hoang nào đó ở phía núi, sẽ không ai biết đâu. Anh chỉ cần em chữa trị khỏi cho nó thôi, không cần phải ở lại đó. Tóm lại là anh không được đi đâu hết. Em không muốn anh gặp nguy hiểm. Có đáng phải liều tính mạng của mình chỉ vì một người? Sao lại không em? Đó là người bạn thân của anh, là người đã cùng anh nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu mất đi thằng Quang hay bất cứ thằng anh em nào, anh sống có còn ý nghĩa gì? Mà bây giờ anh không thể thấy anh em của mình như vậy mà ngó lơ được. Đàn ông như anh không thể nào chấp nhận chuyện đó. Vậy là em không đủ quan trọng để anh sống tiếp. Em không bằng bạn bè của anh đúng không? Em à, đừng suy nghĩ như vậy. Tình cảm thật sự chính là hy sinh, chứ không phải bằng lời. Nếu em thật lòng với anh, giúp anh nha. Anh và mọi người cần có em. Thôi, anh đừng nói nữa. Em biết anh cần bạn của anh hơn em. Em sẽ không có ngu ngốc mà để bản thân và gia đình mình rơi vào nguy hiểm đâu. Hải, anh đi đâu vậy? Hải, dừng lại! Những hình ảnh ẩn hiện trong tích tắc, tôi thấy khung cảnh của một đêm trời tăm tối. Hải đang dìu Quang đi đâu đó trên con đường không một bóng người. Cả hai đều bị thương nặng. Dường như chỉ có Hải và Quang là sống sót trong đợt giải cứu vừa qua. Mày cố gắng lên, thêm một đoạn nữa là tới nhà thầy Ngọc rồi. Ông sẽ giúp chúng ta. Thôi Hải, tao đau quá, không đi nổi nữa rồi. Hay mày để tao lại đi, tao sợ quân lính đang lùng sục. Không, tao sẽ không bỏ mày lại. Nhiều anh em của mình đã ngã xuống, tao không muốn mất thêm ai. Cố gắng lên, một đoạn nữa thôi. Khi đến trước nhà của thầy Ngọc, ông ta vội dẫn hai người thanh niên vào rồi mau chóng khóa cửa lại. Cùng lúc ấy, quân lính từ sau nhà ập lên bao vây. Thầy Ngọc, vậy là sao? Tụi con đã tin thầy. Tha lỗi cho thầy.
Đám lính xông tới, bọn chúng cầm giáo mát đâm liên tục vào người Hải và Quang. Trong giây phút cận kề cái chết, Hải vẫn gọi trong miệng hai từ: Hạnh Thúy. Mai Anh vùng tay ra, đẩy tôi khỏi cô ấy. Em không muốn xem nữa, dừng lại đi, đừng mà, đừng làm như vậy mà. Mai Anh cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chả. Cô ta nức nghẹn ngào. Thì ra mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Em vẫn nghĩ anh còn sống và đang hạnh phúc bên người nào khác. Tôi lại gần, ngồi bên Mai Anh. Tay tôi run run vuốt lên mái tóc buông dài. Mai Anh đau đớn nhìn tôi. Giờ thì em đã hiểu. Nếu ngày đó em bằng lòng đi theo anh, bỏ qua sự hèn nhát của mình, chắc anh đã không phải chịu cái chết đau đớn như vậy. Nếu chúng ta cùng nhau bỏ trốn thì em đã không bị bắt đi, thì chúng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc. Mai Anh đứng bật dậy. Cô ta nắm lấy tay tôi. Anh nói đúng. Tình cảm không phải chỉ là lời nói. Tình cảm thật sự chính là hy sinh. Em vẫn chưa một lần hy sinh vì anh. Em biết, em hiểu rồi. Hả? Em tính làm gì? Như không chần chờ gì thêm, Mai Anh kéo vội tôi đi. Trong tích tắc, chúng tôi đã đến mảnh đất nơi cử hành cổ tang tóc. Khi này Ba Dương đang cầm thạch tinh và ôm Hắc Miêu trên tay. Hắn ta tiến lại gần bên cổ quan tài. Ta Mẫu đang chuẩn bị trùng sinh. Những trận gió lốc ùng ùng kéo tới, cỏ cây bật gốc bay tứ tung. Bầu trời dần chuyển sang màu tím thẫm, những cụm mây đen khổng lồ bay rất nhanh. Mai Anh rạch một đường lên sợi dây đang trói Hoa, lập tức thấy đứt ra và rơi xuống đất. Mai Anh đặt tay lên vai Hoa và nói: Vẫn còn nhớ những gì á thầy Bá Xuân đã dạy chứ? Hoa ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng con bé ấy nhìn thấy tôi. Nó biết Mai Anh đã chịu đứng về phía chống lại Tà Mẫu. Nó vội lấy trong giỏ sách ra lọ thuốc, ném về phía tên thuộc hạ đang canh gác. Hắn ta lập tức ngã lăn xuống đất. Tôi nhìn Hoa: Cẩn thận. Con bé ấy gật đầu rồi từng bước đi phía nơi ông Ba Dương đang cử hành nghi lễ. Nó nấp sau một cây cột. Bấy giờ, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía cổ quan tài chứa vợ của ông Ba Dương. Chẳng còn kẻ nào để ý tới Hoa. Ông Ba Dương đang đưa thạch tinh và Hắc Miêu lên cao. Hắn ta lẩm nhẩm trong miệng thần chú giúp trùng sinh Tà Mổ đã chỉ dẫn. Viên đá bắt đầu tỏa ra năng lượng. Những luồng khói đen từ viên đá chui vào miệng Hắc Miêu rồi lọt xuống cổ quan tài. Đó là sự kết nối ma lực. Nếu nó bị phá vỡ, Tà Mổ ắt sẽ bị tiêu diệt. Hoa biết điều này. Nó lấy một lọ thuốc từ trong giỏ sách ra. Đấy là thuốc rửa thạch tinh. Hoa liều mạng lao đến. Con bé biết không còn nhiều thời gian. Đám thuộc hạ phát hiện liền vội tạo ra vòng vây ngăn lại. Hoa nhanh trí ném độc dược về phía chúng. Con bé đưa chân đạp những tên lính cầm vũ khí xông tới. Bá Xuân đã truyền cho Hoa một chút nội công từ trước, nhưng như đấy cũng đủ để cho con bé đối phó với đám người không biết võ nghệ này. Chợt, trong Hoa có vẻ bối rối. Hoa đã sử dụng hết độc dược. Một tên lính bất ngờ quật thanh gỗ to vào lưng con bé. Cô ấy thực sự rất mạnh. Hoa hộc máu. Con bé ngã nhào về phía trước. Tôi biết Hoa chuẩn bị gặp nguy hiểm nên vội xông tới. Mai Anh giữ tay tôi lại. Không được. Nếu bất di động rừng, Tà Mẫu sẽ thả âm binh ra. Bọn âm binh cũng đang thừa hưởng sức mạnh từ viên đá. Chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu. Vậy anh phải làm gì bây giờ? Hoa sẽ bị giết. Đừng lo. Nhìn kìa. Hoa gượng người dậy. Con bé quát lên, từ trong miệng văng ra theo câu nói: Tao sẽ liều chết với bọn mày, kẻ nào thử dám lại gần đây coi. Hoa đưa lọ thuốc rửa đá lên. Đám thuộc hạ tưởng đấy là độc dược nên chẳng tên nào dám xông tới. Không ngờ trong giờ phút này mà Hoa vẫn còn can đảm đến như vậy. Con bé dồn toàn lực ném lọ thuốc về phía cổ quan tài. Lọ thuốc vỡ tan, nước từ trong ấy văng vào người Ba Dương và viên đá. Tôi im lặng hy vọng điều gì đó như phép màu sẽ diễn ra. Nhưng không,
tên Ba Dương vẫn bình thường. Hắc Miêu ra lệnh: "Thả âm binh ra ngoài, nghi thức đã sắp hoàn tất." Những luồng khói từ viên đá vẫn ào ào truyền vào miệng của Hắc Miêu. Thì ra thuốc rửa đá không có tác dụng khi người thực hiện nó là Hoa. Con bé không đủ quyền pháp như Bá Xuân để thi triển lễ rửa đá. Cổ quan tài bắt đầu chuyển động. Tiếng phụ nữ từ bên trong ấy phát ra ngày một lớn. Âm binh như đang mừng rỡ. Chúng bay lượn lờ xung quanh để chuẩn bị chào đón chủ nhân trùng sinh. Đào Hoa đã bị bao vây. Đám thuộc hạ dồn con bé về một góc. Chợt, Mai Anh đưa đôi bàn tay chạm vào má tôi. "Tới lúc rồi, anh nhớ phải sống thật tốt nhé." Em tính làm gì?" Mai Anh buông tôi ra. Cô ấy lao về phía ông Ba Dương. Đám âm binh thấy thế liền tấn công cô. Mai Anh có vẻ rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng chống trả. Mai Anh chớp lấy viên đá. Cả Hắc Miêu và Ba Dương đều trợn mắt. "Người tính tạo phản hả? Đưa thạch tinh lại cho bọn ta." Mai Anh quát lên: "Đã đến lúc kết thúc ân oán rồi." "Ngươi không được làm vậy, chính ngươi cũng sẽ hồn siêu phách tán." Mai Anh không quan tâm điều gì nữa. Cô ấy vội nuốt viên đá vào người. Viên đá đang bị tẩy đi thịnh âm cảm bởi linh hồn của trinh nữ. Nó hút tất cả những cột khói đen từ cổ quan tài và âm binh về phía nó. Người của Mai Anh tỏa ra luồng sáng dữ dội. Trong nháy mắt, tất cả đều nổ tung. Cổ quan tài trở thành những mảnh vụn. Khói bụi bay mịt mù đất trời. Người phụ nữ ở bên trong quan tài lăn ra. Bà ta hộc máu đen, vỡ bụng, rồi tắt thở. Ba Dương bị những mảnh quan tài găm vào đầu và người. Hắn ta nhanh chóng ngã xuống đất, mỏng mè lên láng. Hắc Miêu không ngừng gào lên, rồi biến mất theo Mai Anh. Trong phút chốc, một cơn gió lạ thổi qua. Mọi thứ âm binh ma quái cũng tan theo không khí. Đám thuộc hạ đang khống chế Hoa cũng lăn ra ngất xỉu ngay sau đó. Hoa đứng dậy, nhìn về phía tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tôi nhớ lại những chuyện Bá Xuân đã kể. Chỉ có linh hồn trinh nữ mới làm mất đi tác dụng của thạch tinh. Vậy là Mai Anh đã chấp nhận tan biến để cứu lấy thị trấn này. "Ổn rồi mọi người ơi, tà mẫu bị tiêu diệt rồi." Tôi cởi trói cho Quỳnh, Tú Dẹo và những người trong họ. Ai nấy đều mừng rỡ ôm lấy nhau khi vượt qua được cảnh thập tử nhất sinh. Người dân trong thị trấn đồng loạt quỳ xuống liên tục vái lạy tôi và Hoa. Tôi gãi đầu. Hình như mình cũng đâu làm được gì đâu nhỉ. Khi này Quỳnh chạy lại nắm tay Hoa. "Hoa có bị thương nặng không? Để Quỳnh xem nào." "Không sao đâu, vẫn còn đi lại được. Quỳnh và Tú Dẻo cũng ổn chứ hả?" "Ổn mà, hơi ẩm chút xíu thôi." Tú Dẻo nhìn lên trên cao. "Mà mấy má ơi, có thể gọi là mọi chuyện đã kết thúc không vậy? Sao trời vẫn tối thui vậy? Thế ghê quá." Hoa tạch lưỡi. "Vẫn chưa xong đâu. Tuy tà mẫu, âm binh và năng lượng mà tà mẫu cho Ba Dương cùng đám thuộc hạ đã bị tiêu biến, nhưng quỷ ấn ba lối thị trấn này vẫn còn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phá ấn." Tôi gãi đầu. "Được không vậy bác Hoa? Giờ chẳng còn ai để dựa vào. Thấy lo lo. Trời đất, mày phải tin vào quyền năng của tao chứ." "Đó mới là cái đáng lo đó bác." "Thôi, mày không phải xốc xỉa tao đâu. Nói chứ, Bá Xuân có hướng dẫn tao cách phá quỷ ấn rồi. Đơn giản thôi à." Sau một hồi, Hoa dẫn chúng tôi đến bên xác của Ba Dương. Con bé lắc đầu. "Chỉ vì nghe theo lời hứa hẹn của tên ma đầu mà hắn ta gây nên bao nhiêu tội ác tày trời. Cuối cùng thì cũng phải ngã xuống ở đây. Cái tà không bao giờ thắng được cái thiện hết trơn." "Thôi thôi, được rồi bác Hoa, đừng nói đạo lý nữa. Giờ chúng ta phải làm gì? Em muốn về Sài Gòn lắm rồi." Hoa lấy trong giỏ sách ra một chiếc muỗng sứ.
Con bé ngồi bên xác Ba Dương, nó lấy muỗng hốt máu của hắn ta rồi cho vào một cái chén. Tôi, Quỳnh và Tú Dẹo đều rùng mình trước việc Hoa đang làm. Khi đã lấy đủ, Hoa đứng dậy. Vậy là xong, máu của kẻ tội đồ, nó và bài thuốc này sẽ kết hợp cùng nhau. Hoa tiếp tục lấy một lọ thuốc đổ vào, máu trong chén loãng dần ra. Hoa cười. Và còn một thứ nữa. Tôi bất ngờ, Hoa lấy từ giỏ sách ra một bông hoa tre. Thật ra chỉ cần có thứ này thôi là đã đi ra được khỏi thị trấn này rồi. Nhưng giúp là phải giúp cho trót. Tao sẽ pha thứ này vào. Tôi buộc miệng hỏi. Ủa sao? Sao bác có hoa tre vậy bác Hoa? À thì đêm qua mấy anh cho tao đó. Cô nói rằng thứ này pha vào thuốc sẽ có tác dụng giải quỷ ấn nhanh hơn. Cô ấy có vẻ không cầm được thứ này nên cất nó trong một cái túi vải. Mai Anh á, một con người tuyệt vời bọn mày nhỉ. Có vẻ cô ấy khá là mến tao. Tôi đưa tay vào túi áo, sờ vào bông hoa tre của mình. Chẳng hiểu sao, giây phút ấy tôi lại rơm rớm nước mắt. Dù sao thì, bí mật giữa tôi và Mai Anh cũng không ai biết. Thôi thì những điều tốt đẹp này, chắc ngày nào đó cũng sẽ có ai đó muốn nghe. Và chắc là họ sẽ cũng cảm thấy cảm động lắm. Hoa rót thuốc từ chén vào trong hai chiếc lọ. Con bé ấy đưa cho Quỳnh, Tú Dẹo rồi bảo rằng hãy đem đến đền thờ tộc và nhà tang tạt thuốc trước cổng. Tôi thì được giao nhiệm vụ đi chặt cây gòn ở đầu thị trấn. Riêng Hoa, nó sẽ ở lại đây để lập lễ giải ấn. Sau lễ, ấn quỷ không còn, ký ức về những việc đã qua của tất cả mọi người cũng sẽ biến mất. Đến đầu thị trấn, tôi nhìn tới ngó lui mãi mà chẳng thấy cây gòn đâu. Hóa ra nó đã rụng hết lá và dần chết khô đi. Trông rất khác ngày đầu mà chúng tôi gặp nó ở nơi đây. Vung từng lưỡi rửa xuống phần phập, thân cây khô chảy ra chất nhầy đỏ lờm như máu. Nhưng tôi đã không còn sợ nữa. Tôi nghĩ mình đã bản lĩnh hơn để chuẩn bị cho những chuyến hành trình tiếp theo. Khi thân cây đổ xuống cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Trận mưa này sẽ trả mọi thứ về lại với thực tại. Trừ chúng tôi và dòng họ Cô Liên, thì tất cả những ai trong thị trấn này đều sẽ quên hết mọi sự vừa qua. Tối ấy khi mưa vừa tạnh, tôi, Hoa, Quỳnh và Tú Dẻo âm thầm rời khỏi nhà Cô Liên. Mặc cho trước đó, những người trong dòng họ ngỏ ý mở tiệc chiêu đãi chúng tôi vào trưa mai. Nè bác Hoa, sao chúng ta không ở lại ăn nhộng bữa no say đi? Dù sao thì mọi người cũng có lòng mời mà, họ sẽ buồn đó. Hoa lắc đầu. Gia đình họ đang tang tóc. Nghe cô Liên nói còn giao nộp và trình báo đám người của Ba Dương nữa. Họ sắp phải bận rộn lắm đấy. Nên thôi. Bỗng Quỳnh xen vào. Ê mọi người đã sạc pin điện thoại chưa? Giờ mới mở máy lên phát hiện cái này nè. Ờ ha, quên mất. Chuyện gì vậy Quỳnh? Chúng ta đến đây là ngày 17, mà hôm nay lịch mới để là ngày 18 thôi. Quỳnh kiểm tra lại coi, có khi nào bị lỗi không? Bật mạng lên chưa? Rồi mà. Ê, bác Hoa, đúng rồi đó. Điện thoại của em cũng để ngày 18 nè. Hoa gãi đầu. Ủa, không lẽ thời gian tại thị trấn này trôi chậm hơn ở ngoài? Chúng tôi đứng ở vị trí mà lần đầu đến đây. Những làn sương khói lại trôi lên bình che lấp lối vào. Ê, ê trời đất ơi, có khi nào quỷ ấn chưa bị phá không? Thôi thôi thôi, chúng ta vào lại thị trấn đi. Tôi, Quỳnh và Tú Dẹo lôi Hoa đi sền sệt. Thôi đủ rồi, ra được là mừng lắm rồi, kệ đi. Cùng lúc ấy, có ánh sáng đèn xe đang chạy lại. Chúng tôi nhận ra đó là chiếc taxi đã đưa chúng tôi đến đây. Ông tài xế bước xuống, chạy lại bên chúng tôi. Mấy đứa lại rồi, cho chú xin lỗi nha. Tối hôm qua nhận được điện thoại của vợ chú, cho nên chú lo quá tại bả kêu là bả đang sinh non, khó đẻ. Chú phải chạy về đưa bả đi bệnh viện liền, cho nên chú quên mất là có mấy đứa ở đây. Sau hồi kiểm tra là đồ đạc mấy đứa còn trên xe, cho nên vội vàng chú quay lại đây nè. Không ngờ có mặt sẵn ở đây luôn rồi.
cho chú xin lỗi nhiều nha. Gì? Chú nói làm sao? Đúng thiệt á là chỉ mới đem qua thôi hả? Tôi kéo tay Hoa. Thôi, bác đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ là sức mạnh của quỷ ấn thôi. Nè nè nè, lên đường. Ngồi vào trong xe, tôi đưa mắt nhìn ngọn núi phía đằng đông xa dần. Thị trấn cũng khuất đi sau mấy cánh đồng ngô. Hoa mai dại đã nở vàng bên vệ đường. Tôi bỗng thấy luyến tiếc điều gì đấy mà bản thân cũng không rõ. Bông hoa tre trong túi áo, bằng cách nào đó, giờ đã biến mất. Thì ra, mình cũng chẳng giữ lại được gì. Ra đường lớn, Hoa nhốn nháo đưa tay chỉ. À, chú ơi, à, chú đưa tụi con đến ngọn núi đằng kia đi, nhanh lên. Tôi, Quỳnh và Tú Nhiệu nhìn nhau, vội kéo đầu Hoa kẹp dưới cánh tay của mình. Thôi đủ rồi, đến thẳng biển Nha Trang nhé bác Tài ơi. Vừa rồi Nguyễn mới đọc xong cho các bạn nghe chương cuối cùng trong bộ truyện Thị Trấn Trùng Tan của tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa. Rồi như các bạn cũng vừa nghe xong ha, đây là một cái kết cục nó tương đối gọi là happy ending, là một cái kết thúc rất là tốt đẹp. Và lý do vì sao Nguyễn chia sẻ một xíu ha, lý do vì sao mà Nguyễn quyết định là sẽ mua lại câu chuyện này cũng như là câu chuyện sắp tới mà Nguyễn sẽ đọc cho các bạn nghe, vì nó cũng cùng một cái tác giả. Thật ra khi mà Nguyễn đọc cái demo trước á, thì Nguyễn thấy nó giống như là câu chuyện tà thuật mà Nguyễn đã từng đọc ở trên kênh Hồ Sơ X rồi. Cho nên là Nguyễn quyết định mua lại, tại vì nó gợi cho mình lại một cái cảm giác ngày xưa á. Như Nguyễn chia sẻ là Nguyễn viết cái bộ tà thuật vào tháng 9 của năm tháng 8 tháng 9 gì đó của năm 2019, và đến giờ là cũng phải chắc là gần 2 năm rồi mà cái cảm xúc nó vẫn còn. Và có một cái tin mừng cho tất cả mọi người, và cũng là một cái tin mừng với Nguyễn luôn, là các bạn nhớ cái hồi mà Nguyễn làm cái kênh Sớm Truyện Ma thì nó có một cái bộ truyện tên là Câu Chuyện Của Quỷ mà Nguyễn cũng đã kể lại khoảng tầm 3 tập ở trên kênh Nguyễn đó. Thì đến tháng 9 của năm 2019 thì lúc đó Nguyễn đang viết phần 4 sắp xong rồi, 100+ trang Word rồi, nhưng mà xui cái là laptop bị hư và mình cố gắng hết sức luôn nhưng không thể nào sửa được cái laptop đó. Nhưng mãi cách đây độ khoảng tuần thì đứa em của mình á đưa cái laptop cho nó qua nhà, kiểu nó nghịch thôi các bạn, và không biết lý do vì sao, không biết là một cái điều kỳ diệu gì xảy ra mà nó đã sửa được cái laptop đó và nó gửi lại đầy đủ cái file của phần 4 mà Nguyễn tưởng chắc chắn là đã mất, không thể nào kiếm lại được. Cho nên bắt đầu từ ngày mai ha, Nguyễn sẽ tiếp tục ngồi để hoàn thành xong phần 4, hoàn thành xong phần 5 và cuối cùng là phần 6. Và như Nguyễn chia sẻ đó, thì mình sẽ ra sách cái bộ Câu Chuyện Của Quỷ này ha. Và còn cái chuyện mà có thể đọc online được không thì chắc là mình phải tập nhiều hơn, tại vì cái độ phức tạp và cái hệ thống nhân vật á trong cái bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ nó cực kỳ gọi là dây mơ rễ má, nó rất là lằng nhằng luôn. Và mình cảm thấy là với cái trình độ đọc hiện tại của mình, cái trình độ diễn tả tâm lý nhân vật của mình thì cũng rất là khó để mọi người có thể cảm nhận được, mọi người có thể hình dung được xem là cái câu chuyện, những cái tâm lý nhân vật nó như thế nào. Và thật ra thì mình vẫn quan niệm từ xưa đến giờ là đọc sách thì bao giờ nó cũng sẽ hay hơn, tự mình cầm sách đọc á, bao giờ cũng sẽ hay hơn, tại vì trí tưởng tượng của mỗi người á sẽ là một cái khung cảnh khác nhau. Và như mà Nguyễn vừa mới chia sẻ vừa rồi thì mình sẽ, sau khi hoàn thành xong bộ Câu Chuyện Của Quỷ ha, thì mình sẽ ra sách. Sau khi ra sách xong thì khi nào mình cảm thấy mình đủ khả năng để mà đọc lại được trên online, trên kênh Hồ Sơ X này, hoặc là mình có thể gửi cho thằng Nguyễn Huy nó đọc, thì mình sẽ đọc lại cho các bạn nào mà lưu ý đọc sách có thể thưởng thức được cái bộ truyện Câu Chuyện Của Quỷ đó. Tại vì bộ truyện đó là tâm huyết cực kỳ của mình luôn, và chắc chắn là mình sẽ viết xong nó. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Như thường lệ thì nếu các bạn thấy video này hay thì đừng like, share và quan trọng nhất là nhấn nút đăng ký kênh ha. Rồi Nguyễn còn có một kênh Kể Chuyện Ma Có Thật tên là Nguyễn Nguyễn. Nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Và nếu những bạn tác giả nào muốn hợp tác với Nguyễn để gửi những cái câu chuyện mà các bạn sáng tác đó về cho Nguyễn đọc lại hoàn toàn nguyên văn ở trên kênh Hồ Sơ X này thì cũng đừng ngần ngại gửi tin nhắn cho Nguyễn Nguyễn ha. Đường link email của Nguyễn nè, đường link fanpage của Nguyễn nè, đường link page, đường link Facebook, đường link TikTok và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.